Chào các bạn, đoạn này là đường Thanh Niên, gần bệnh viện và bưu điện Cẩm Phả các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi từ đây qua một đồng hồ theo đường nông nghiệp xuống đến tận huyện Bãi Tắm Bến Do và các bạn hãy cùng mình trải nghiệm nhá. Hôm nay là ngày 3 tháng 9, tức là sau ngày lễ một ngày, đường phố vẫn còn không khí ngày lễ. Cờ hoa bên đường treo rất là nhiều. Khu vực này là khe cát, bên tay trái đường ra kia là cây xăng khe cát. Và cái đoạn này trước kia ta quen gọi là khu Thận Nhuộm, có cái cửa hàng Thận Nhuộm ở đây. Và chính cái đoạn này gọi là dốc địa chất, xa xưa là dốc địa chất. Bây giờ thì không gọi là dốc, không phải đường nó phẳng rồi. Bên tay phải là công an thành phố, bên tay trái ta là nhà thi đấu thể dục thể thao và kho bạc. Trước mặt ta kia có đồng hồ đó. Giờ mình sẽ đưa các bạn đi từ cột đồng hồ này rẽ trái đi thẳng tận Bãi Tắm Bến Do. Đây, bây giờ ta rẽ trái. Khu vực này thuộc phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. Mình cứ quen gọi này, cái đường này đường nông nghiệp vì từ lâu lắm rồi, từ những năm 60 của thế kỷ trước người ta gọi đường nông nghiệp vì đây có cái nông trường ở đây. Và chỗ này gọi là dốc nông nghiệp. Nhưng ngày nay người ta đổi cái con đường này thành đường Bãi Tử Long. Đường Bãi Tử Long sẽ đi từ cột đồng hồ này xuống đến tận Bãi Tắm Bến Do và đường Bao Biển Hạ Long Cẩm Phả đó. Bên tay trái là trường Tam Hợp các bạn ạ. Và bên tay phải với đường ngang sang ấy, đường vào chợ địa chất. Phải nói ở thành phố Cẩm Phả này con đường có cây xanh đẹp nhất là đường nông nghiệp, đường Bãi Tử Long này các bạn. Được trồng cây suốt từ trên cột đồng hồ xuống đến sát bờ biển. Đoạn này sẽ trái là đường Võ Huy Tâm đi ra cái sân bóng đá Cẩm Phả. Và dọc con đường người ta gọi là phố Võ Huy Tâm. Khu đường này giờ đây dân cư rất là đông vui và sầm uất, nó trở thành điểm trung tâm của phố Cẩm Phả bởi nó gần hành chính công, gần sân vận động và gần bãi biển, và các cơ quan hành chính đều tập trung quanh khu được hết các bạn. Cạnh bên phải đường là hàng phở 148. Quán phở này buổi sáng thường rất đông. Trước mặt ta đèn xanh đèn đỏ, đường 18 mới đấy, người ta gọi là đường ngoài. Chỗ này người ta quen gọi là ngã tư chợ chất và đường mới. Ta tiếp tục cứ thẳng tiến đi xuống phía biển. Khu vực này vẫn thuộc phường Cẩm Trung, đây là khu 6C phường Cẩm Trung. Ngay trước lối rẽ này, bên tay phải chính là cái hồ Bến Do. Hồ Bến Do là hồ nước mặn có từ rất lâu rồi. Xa xưa thì khu vực này nó toàn là sình đầy ở bãi biển thôi. Thì cái hồ nó có từ năm 70 của thế kỷ trước các bạn. Ở đây đường rẽ trái đi sang cái phường Cẩm Thành. Bên này là phường Cẩm Trung. Đây vào con đường này thuộc khu đô thị đất xanh của tập đoàn TTP. Ta
nó có hai con đường một chiều, hai làn. Tại vì rẽ trái vào cái làn bên trong này để xem cái cảnh bên trong nó đẹp hơn. Các bạn thấy nhá, đây khu vực này là phố đi bộ đây, của cái khu đô thị này. Khu này buổi tối thì rất đông trẻ em, người già và chị em phụ nữ đi bộ và tập thể dục thư giãn dưỡng sinh ở khu vực này. Bên tay trái là khuôn viên có rất là nhiều cây cảnh tiểu cảnh, cũng con hươu cao cổ, con voi, con trâu và rất nhiều các loại động vật khác. Ở đây, khu vực này đi dạo hóng cảnh gần biển rất là tuyệt vời các bạn. Cứ thẳng đường này xuống tận đến bãi tắm Bến Do, trước mặt ta là bãi tắm Bến Do. Thường vào ngày cuối tuần buổi sáng cũng như buổi chiều rất đông người tập trung đến đây đi bộ thư giãn và ngắm cảnh biển. Đến đây là hết cái khu phố đi bộ và trước mặt nó là bãi tắm Bến Do các bạn. Mình sẽ đi sát đến tận mép biển các bạn nhé. Đây, trước mặt ta đây chính là bãi tắm Bến Do. Gọi là bãi tắm Bến Do đơn giá nhưng mà chính thức cái tên của nó do tập đoàn TTP quản lý, người ta đặt cho là bãi tắm du lịch Bãi Tử Long, tên rất là hay và đúng thật, nó nằm ngay ven biển, ngay bên vịnh Bãi Tử Long nên đặt cái tên nó hoàn toàn đúng với ý nghĩa. Đây là toàn bộ cái cảnh bãi tắm các bạn. Như vậy quý vị và các bạn đã cùng tôi đi hết hành trình từ Cột Đồng Hồ, thành phố Cẩm Phả xuống đến tận bãi tắm Bến Do này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Quý vị và các bạn ủng hộ mình cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho những người cùng xem. Xin chào, hẹn gặp lại.